Con từng thấy vị tăng và một cô Phật tử không quá gần nhau, nhưng thường hay nhắn tin trò chuyện xã giao, không có tình cảm gì hết. Vậy cô Phật tử đó và vị tăng đó có phạm giới hay phạm tội nào không? Mong sư Hoan Hỷ giải đáp thắc mắc cho con. Trước khi bắt đầu giải đáp thì xin giới thiệu với quý vị, hôm nay Đại Đức Thời Tường sau khi vân du ở Ấn Độ đã trở về, và phải nói là Đại Đức đi mà không có rủ, cho nên là bây giờ mời Đại Đức trả lời trước. Kính thưa Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, riêng cái câu hỏi này nè, sư thấy nó có nhiều vấn đề đó quý vị. Có nghĩa là thoạt nhiên á, thoạt nhiên mình đọc sơ qua thì mình thấy có vẻ đơn giản, nhưng mà nó có nhiều vấn đề là như vậy. Thứ nhất á, là để mà gọi là có phạm giới hay phạm tội nào không á, là nó phải có những cái tình tiết phải gọi là chi tiết thưa quý vị, thì mình mới đưa vô mình gọi là cấu thành cái đó là phạm tội hay phạm giới không. Giống như quý vị á, biết á, là giống như nói là thế nào là giới sắc sanh, thì sắc sanh có năm chi đó, thì phải ít nhất là phải cái những cái tình tiết liên quan đến sắc sanh đó, nó phải có là nó không có đủ năm chi đi, nó phải có bốn chi, ba chi, hai chi, thậm chí một chi đó. Nhưng mà ở trong đây á, sự thấy cái câu hỏi á, nó rất là nó chung chung, nó không có rõ ràng là sao. Thứ nhất là để sư đọc lại cho quý vị nghe rõ nha. Nghe là từng thấy một vị tăng, ngay cả cái từng thấy này nè quý vị, cái từng thấy này là nó cũng không có đủ để kết luận một vấn đề nữa. Tại vì có nhiều vấn đề thưa quý vị, mình thấy một lần một, có những sự việc ở đây mình thấy một lần một, nhưng mà cái sự việc đó nó lại không phải như vậy. Người dân gian người ta hay gọi là tình nghi lý gian đó. Đúng không? Một cái sự việc đó đôi khi mình phải tận tận mắt thấy, tận mắt nghe, không tận mắt chứng kiến đó, rồi trong một cái thời gian nhất định, trong một cái khoảng thời gian nhất định đó, rồi mình mới kết luận được cái người đó đúng hay là người đó sai. Còn ở đây chỉ nói là từng thấy thôi, nhiều khi mình thấy thoáng qua một cái như thế nào, cho nên là cái vấn đề cái câu mà từng thấy nè, nó đã phát sinh nhiều vấn đề rồi. Rồi kế tiếp nữa là một vị, nghe là từng thấy vị tăng một cô tử không quá gần nhau. Cái chữ gần nhau này cũng vậy, nó gần nhau là thế nào là gần vậy? Dù mình nói thí dụ là nói là cái cô Phật tử này hay đi vào phòng riêng của vị sư này, hay là hai người hay ngồi ở một cái chỗ bên đây vắng vẻ đó, thì mới kết luận được. Rồi ở đây lại nói nữa, nói thường hay nhắn tin và trò chuyện xã giao không có tình cảm gì hết, ngay cả cái mảng mà gọi là không có tình cảm gì hết là nó cũng có vấn đề thưa quý vị. Tại vì cái vấn đề mà làm sao mình biết được hai người nó không có tình cảm với nhau, tại vấn đề tình cảm là vấn đề nội tâm tâm giữa hai người đó, làm sao mình biết được, mình sao biết được là cái vị sư đó có thích cái cô đó không, hay là cô đó có thích vị sư đó không, hay là hai người không thích nhau, làm sao cái đó là nội tâm của người ta, làm sao mình bên ngoài mình đoán được, đúng không? Mà mình nói là ở đây là thường hay nhắn tin rồi trò chuyện xã giao, thì rồi mình kết luận là không có tình cảm nữa, rồi mình mới hỏi là có phạm giới không, phạm giới không, phạm tội không. Nên là câu này tôi thấy rất là chung chung, không thể kết luận được. Nhưng qua câu này nào, sư nhớ đến một cái sự kiện, một cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề mà mình tu tập thưa vị, nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì có thời gian sư hành thiền á, ở bên Myanmar, ở thiền viện á, thì sư có một cái trường hợp này mà sư cảm bản thân sư đây cũng từng là chướng ngại bản thân sư, mà chướng ngại nhiều hành giả nữa, mà ngài thiền sư trả lời sư rất là tâm đắc. Thì khi có một hành giả lên lên trình pháp ngài thiền sư, thì thường thường quý vị trình pháp á, là một người tối đa chỉ được có khoảng dao động dấp dữ lắm nha, 10 phút, 10 phút thôi, hoặc là 5 đến 7 phút. Bởi vì sao? Bởi vì ngài thiền sư còn rất nhiều thiền sinh quý vị, dành rất nhiều thời gian cho thiền sinh, nên là không có thời gian nhiều. Ngài thiền sư á, khi mình gặp ngài thiền sư á, chỉ trình bày gọi là quan sát đề mục chính sao, đó, đề mục phụ sao. Thì cái vị hành giả này á, mới lên á, thay vì trình pháp á, vô được một chính vậy, cái việc hành giả mới phàn nàn là như vậy nè. Phàn nàn là bạch ngài, con thấy có một cái vị hành giả đó, khác á, mà tu tập sao kỳ quá. Cái ngài hỏi kỳ sao, nói là cái ngài đã quy định đó, giờ nào đi giờ nào ngồi rồi, mà cái vị đó giờ đi á
giờ đi á, thì ngồi, mà giờ ngồi thì đi. Thì khi mà cái người nói đó đó nói như vậy thì cái thì ngài thiền sư á mới hỏi là vậy cái thời điểm đó đó, cái thời điểm mà ông quan sát cái người đó đó, thì cái tâm ông á, cái trạng thái tâm ông á lúc đó là ông đang thấy gì, ông đang quan sát gì lúc đó, ông đang quan sát tâm, trong tâm ông thấy gì đó. Thì khi mà thiền sư á hỏi như vậy, hỏi cái vị hành giả như vậy, thì hành giả như vậy ngớ người thôi, bị ngớ người không biết được trả lời, ốc không ốc. Thì thiền sư mới khuyên là mình á, mình là một vị hành giả, thật sự là mình một vị Phật tử, một vị hành giả, thì cái điều quan trọng nhất á, mình pha mình làm gì, mình suy xét gì, mình phải quan sát cái trạng thái tâm mình trước cái đã, cái tâm đó nó thiện hay là bất thiện cái đã, cái điều đó mới quan trọng. Còn khi mà mình để cái đối tượng bên ngoài nó chi phối mình quá nhiều rồi, mình đem ra mình suy diễn, mình nhìn thoáng qua cái mình thấy ở ông sư này, ông sư này với cô này thế này, ông sư này cô kia thế kia, rồi ông sư này phá giới, ông sư này giữ giới, ông sư này là có chánh kiến, ông sư không có chánh kiến, mà nhưng mà vốn dĩ mình không, cái đó là cái nhiệm vụ không phải của mình, quý vị hiểu không ạ? Thí dụ bây giờ đi, quý vị thấy có những cái chuyện mà có một cái vị sư á say rành rành trước mắt mắt luôn đi, thì mình á chỉ nên ghi nhận cái trạng thái tâm lúc mình á lúc đó nó như thế nào, để mình không có để tâm đất thiện bất thiện sanh lên. Còn trường hợp quá đáng á, thì mình nói với cái người mà chịu trách nhiệm với cái vị sư đó, giống như trụ trì chùa đó, hay là những cái tội ví dụ nặng hơn đó, thì mình liên hệ giáo hội này nọ gì. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây là xin cho lời khuyên là mình phải quan sát tâm mình trước đã, rồi quan trọng nhất là phải là tâm thiện thưa quý vị. Còn khi mình để đối tượng bên ngoài nó quá nhiều á, mình đâm ra mình thấy những cái tình huống chung 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 là mình suy diễn, đó đó là nó rất là gây chướng ngại cho mình trong vấn đề tu tập. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này, cũng mong ý đức hạnh tuệ đóng góp thêm. Thưa quý vị, như vậy thì Đại Đức Tuệ Tường đã trình bày một cái khía cạnh rất là quan trọng, đó là mình tu cái kiểu gì mình đi mình nhìn người khác chứ mình không lo mình nhìn chính mình. Cái vấn đề này rất là hiếm người họ chịu để ý nha. Mình tu làm sao mà mình ra mình quay qua qua mình ngó người ta không à, chứ còn bản thân mình thì mình không có thấy. Cho nên là ở trong Pháp Cú có câu là đừng nhìn người khác đã làm rồi hay chưa, mà hãy nhìn chính mình làm rồi hay vứt bừa. Rồi lại nữa là cái gì à? Tự nhiên cái sư quên mất. Lỗi người thật dễ thấy, như là vạch lá tìm sâu, lỗi mình khó thấy thay như kẻ gian giấu bài. Tức là lỗi người á thì mình tìm, mình nhìn, mình thấy chăm 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 à, mình thấy liền vậy đó. Còn lỗi mình không thấy đâu hết trơn trời. Còn lỗi của mình mà mình thấy một cái là mình lo mình giấu nó đi, giấu như là cái gian mà giấu bài vậy đó. Thành ra là trong cái khóa thiền á, sư luôn nhắc nhở thiền sinh á, là khi tâm của mình á, thứ nhất là mình luôn quan sát cái tâm của mình, trạng thái tâm của mình là tâm gì. Thành ra trong cái sự kiện này á, cái việc đầu tiên á, cái việc của mình quan trọng nhất đó là gì? Đó là mình xem coi là mình đang nhìn cái sự kiện đó bằng tâm gì. Mình đang nhìn bằng tâm thiện hay mình đang nhìn bằng tâm bất thiện? Mình đang nhìn bằng, thôi bây giờ nói rõ hơn đi ha, mình đang nhìn bằng tâm sân hay là mình đang nhìn bằng tâm từ? Nó khác nhau ạ. Nhìn vô nội tâm của mình, thành ra là nếu như cái người hỏi câu này chưa tu tập tứ niệm xứ thì nên tu tập tứ niệm xứ. Để chi vậy? Để thành thật với chính mình. Thường á, mình hay tự mình lừa mình dối người lắm. Mình cứ mang danh là tôi vì đạo, mà chứ thực ra mình đang phá đạo. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang nhìn sự kiện bằng tâm sân, rồi mình đang kể lại bằng tâm sân. Mà khi mình kể lại bằng tâm sân thì mình sẽ có thích và ghét. Mà thích và ghét là hai khía cạnh của cái sự thiên vị, nằm trong bốn pháp thiên vị mà đưa mình đi địa ngục.
mình không biết cái gì hết trơn. Mình cứ nghĩ là mình thấy cái sự kiện đó rồi mình nói, mà mình không biết là mình đang bị, có thể mình đang bị ám ảnh bởi cái sự thiên vị, bởi pháp thiên vị vì tham, thiên vị vì sân, thiên vị vì si, thiên vị vì sợ. À, có thể mình đang thiên vị, mình đang rơi vào pháp thiên vị mà mình không hay. Rồi, thành ra là cái chuyện đầu tiên là mình phải nhìn chính mình á, mình đang ngó cái sự kiện đó bằng tâm gì. À, đây là cái quan trọng nhất. Đừng có nhìn người khác, lo nhìn chính mình trước cái đã. Rồi cái sự kiện thứ hai đó là cái chuyện mà phạm giới hay không phạm giới là bản thân đương sự biết, chứ còn quý vị không có biết. Tại sao? Bởi vì trong cái tin nhắn đó, nếu như muốn muốn cấu thành tội phạm nha, nói như mình muốn cấu thành tội phạm thì phải có những điều kiện sau. Thứ nhất là tán tỉnh nhau. Thứ hai là nói dâm dục. Bóng nói gió nha. Nói bóng nói gió về cái nam căn và nữ căn. Lớn hết rồi nghe tự hiểu. Thì đó mới gọi là cấu thành tội phạm nha. Còn nếu không thì nó không có dính dáng gì hết. Bởi vì á muốn mà cấu thành tội thì thứ nhất là hai người đó phải ở gần nhau chứ không phải nhắn tin cho nhau. Trên tinh thần của luật, nghe trên luật á, là hai người đó phải ở gần nhau. Ở gần nhau mà một là hai người cùng ngồi với nhau, hai là hai người cùng nằm với nhau, tức là phải nằm hoặc ngồi cùng một lúc, hoặc là một người ngồi một người nằm. Chứ còn một trong hai người mà đứng ấy, là cũng không có sự kiện gì xảy ra nha. Sư đang phân tích luật cho quý vị nghe. Rồi cái sự kiện tiếp theo là nếu như mà hai người đó cùng chung một chỗ thì nó có che khuất đối với mắt và khuất đối với tai hay là không. Khuất đối với mắt có nghĩa là người khác không nhìn thấy được. Khuất đối với tai là hai người này nói gì với nhau người khác không nghe được. Muốn mà phạm giới đó, nó phải có rất nhiều điều kiện chứ không đơn giản nha. Thành ra là trong sự kiện này quý vị cung cấp thông tin rất là ít, nó không có đủ cơ sở để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên nếu như quý vị muốn thì sư lôi ra luôn bốn cái pháp và y cứ, bốn cái y cứ pháp là những gì Thế Tôn chưa có cấm, mà xem coi nó có tương ứng với kinh và luật hay không. Nếu như nó có tương ứng với kinh và luật thì dù Phật chưa có cấm thì mình cũng không có nên làm. Còn nếu như mà thấy cũng ok thì dù Phật chưa có cấm thì mình cũng được làm. Cái trường hợp cho phép cũng vậy, dù Phật chưa có cho phép thì mình xem coi so với luật nó có ok hay không. Nếu mà so với luật á, mà nó ổn không sao hết thì mình có thể làm, còn so với luật mà nó không ổn thì mình không có nên làm. Chính bởi vì như vậy, mặc dù á, là luật thì không có nói gì đến cái vụ mà anh ở đầu sông em cuối sông mà có hai tin nhắn là cứ nhắn cho nhau ha. Rồi nhưng mà tất cả các cái trường hợp mà gọi điện cho người nữ đối với sư ha, đối với sư thì đây là kinh nghiệm cá nhân của sư, tất cả trường hợp gọi điện cho người nữ sư đều bật loa ngoài, và tất cả các trường hợp gọi điện thì sư đều bật loa ngoài, tất cả luôn, không riêng gì với người nữ, sư đều bật loa ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì mình là người không có gì khuất tất, mình không có gì che lấp. Hơn nữa mình bật loa ngoài á, ở bên kia có nói gì tầm bậy tầm bạ thì mọi người ở xung quanh làm chứng giùm cho. Chứ mình không có gì mà mình phải che giấu khuất tất trong cái sự kiện này. Cái thứ hai là cái việc nhắn tin thì sư cũng hạn chế tối đa khả
khả năng nhắn tin riêng cho người nữ. Mà đó, cho nên là nhiều sự kiện là sư đẩy vô cái tin nhắn chung để chi? Để có người thứ ba chứng kiến. Bởi vì sư bây giờ sư có cái nhóm, một nhóm, tức là mấy bà mấy cô sẽ đẩy hết qua bên đó. À, con muốn nói chuyện gì thì thôi nhắn qua bên đó đi, cho nó công khai, chứ mình không có gì mà mình phải lén lút hết trơn. Có những sự kiện mà vốn dĩ nó không có gì hết, mà tự nhiên cái mình lén lút thành ra nó trở thành cái chuyện nhạy cảm. Quý vị hiểu không? Giống vậy nè. Ví dụ như có hôm rồi đó, sư nói lấy cho sư cái miếng nước nóng, nhà lấy cho sư miếng nước sôi, miếng nước nóng. Tại vì sư lấy, nói thẳng ra luôn là sư lấy để sư rửa mũi. Nó hơi kỳ, nó hơi tục, hơi dơ bẩn. Là sư lấy để sư pha nước ấm, sư rửa mũi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà lúc đó sư không muốn nói. Mà có người, có mấy bà, mấy cô lạ lắm, cứ phải gặn cho ra chuyện mới được à. Cứ phải gặn, sư lấy để làm chi vậy sư, sư lấy để làm chi vậy sư? Thì cứ lấy nước nóng cho sư đi. Rồi thì bắt đầu là có bà bảo nói, sư lấy để sư rửa. Rồi hết. Rồi ổng rửa cái gì? Hết. Tự nhiên mấy bà mấy cô cười hí 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 rồi bọt mẹ, là giống như à con hiểu rồi, con hiểu rồi, cái đó nó nhạy cảm lắm cho nên con không muốn nói đâu, rồi cứ lấy nước cho sư. Quý vị thấy không, vốn dĩ cái chuyện nó không có cái gì hết, mà tự nhiên vì sư không có muốn nói nó thành ra chuyện nhạy cảm. Tại vì người ta tự liên tưởng tầm bậy tầm bạ, rồi người ta tự không biết người ta nghĩ cái gì mà ta cười hí hí với nhau, nó lạ như vậy đấy. Thành ra là có những chuyện mình có thể công khai thì mình công khai, nhưng mà đương nhiên có những cái chuyện mà mình thấy cũng không cần thiết phải công khai thì mình đừng có suy tưởng nhiều quá nha, đừng có suy tưởng nhiều quá. Cái vấn đề là mình nhìn vô cái tâm của mình nha, quay trở lại cái câu trả lời của Đại Đức Tuệ Tường, nhìn vô tâm của mình đang chứng kiến cái sự kiện đó bằng cái tâm gì ha. Đấy, thì đó là câu trả lời của mấy sư. Bây giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.